dòng Nam Minh Việt Nam hân hoan đón ba đức cha đến tham dự. Giáo sư Nam Minh Bài Chuông chúng con hân hoan đón chào con đức giặc phục dòng Nam Minh Paulo Nguyễn Thái Hợp, giáo phận Vinh, đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giáo phận Phú Cửa, đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, phụ tá tổng giáo phận Hà Nội. Đây là niềm vinh hạnh cho dòng Nam Minh. Cư sĩ nam nữ viêng bảo cố cũng như quý ân nhân thân nhân xa gần đã về đây dân thánh lễ kính chức. Minh Việt Nam hân hoan kính báo quý thầy phó tế Thomas Aquino, Tô Vũ Đình Chiến, Giuse Hà Đăng Hội, Giuse Nguyễn Văn Phú, Pedro Huỳnh Phúc Quán Cầu, Giuse Vũ Văn Thảo, Anton Phạm Minh Châu, Luca Nguyễn Văn Mạnh và Pedro Trần Hưng Vĩnh Quang. Giáo sư Nam Minh Bài Chuông chúng con thân hoan đón chào cha đại diện giáo phận Long Xuyên cũng đến tham dự thánh lễ truyền chức chúng con. Chúng con xin kính mời quý đức cha, quý cha, quý vị trên, quý tu sĩ nam nữ vào trong trung tâm mục vụ để chia vui với các tín chức ngày hôm nay. Yeah.
Kính thưa Đức cha Phêrô và Đức cha Lorenzo, là những người anh của tôi trong tuổi đời cũng như trong sứ vụ giáo mục. Kính thưa quý cha giám tịch, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cụ, quý tân chức và tất cả ông bà anh chị em. Thật là một niềm vui của tôi sau 6 tháng lại được gặp lại những thầy phó tề mà cách đây 6 tháng chúng tôi đã hân hạnh cử hành lễ truyền chức phó tề cho quý anh em. Kính thưa Đức cha, hội thánh là mẹ chúng ta, xin Đức cha phong chức linh mục cho những người anh em này. Cha có biết những thầy này xứng đáng không? Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý những người phụ trách biểu quyết, con chứng nhận những thầy này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa của chúng ta và nhờ Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi chọn các anh em chúng ta lên chức linh mục. Kính thưa cộng đoàn của cô, trong chiều hướng trở về nguồn Kitô giáo, nguồn của niềm tin mà chúng ta đã mất, cộng đồng Vatican II đã có những căn tân rất sâu rộng trong lịch sử của giáo hội, không những căn tân phục vụ mà căn tân cả thần học và một số quan điểm trong đời sống của giáo hội. Theo cộng đồng, tất cả các tín hữu đều tham dự vào sứ vụ tư tế vương giảng và ngôn sứ của Đức Kitô. Tất cả chúng ta đều được mời vào để thi hành sứ vụ. Sau đây, các ứng viên linh mục sẽ tuyên hứa trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn. Các con vẫn thân mến, trước khi lên chức linh mục, các con phải tuyên bố trước mặt dân chúng quyết tâm của các con về nhiệm vụ sắp tới này. Các con mong muốn không ngừng tuyên quản nhiệm vụ tư tế ở đội linh mục như là học sự viên tốt của hàng giáo hội, trong việc chăm sóc đoàn viên chủ theo sự hướng dẫn của thánh thần con. Con hứa kính trọng và vâng phục giáo hội giáo phận cùng bề trên hợp pháp của con. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành vừa đã đời sống thân con. Anh chị em thân mình, chúng ta cầu xin Thiên Chúa là cha và thánh gia tăng ơn thiên nhiên lên các tôi tới từ đây là những kẻ đã chọn lên chức linh mục. Mời các tiến chức phổ cùng. Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.